Thưa quý vị, ngoài mục đích chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân theo hướng thiết thực bền vững, các nội dung thi đua do Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bến Tre phát động các cấp hội trong tỉnh thực hiện, còn hướng tới công tác vận động nguồn lực cùng chính quyền địa phương tham gia xây dựng nông thôn mới. Nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp hội nạn nhân chất độc da cam dioxin bảo vệ quyền trẻ em trong tỉnh đã vận động và xây 289 cây cầu nông thôn, 25 đoạn lộ bê tông với tổng số tiền gần 21 tỷ đồng. Ngoài nhu cầu đi lại phát triển kinh tế, tiêu chí để nhận được nguồn lực tài trợ từ các tổ chức cá nhân, hầu hết là ở ngoài tỉnh, đều hướng tới những khu vực có đông trẻ em trong độ tuổi đi học. Có nhiều hộ gia đình còn khó khăn và đặc biệt là xóm ấp khu vực có người khuyết tật. Điều này không chỉ có ý nghĩa trong việc tạo điều kiện việc làm, cơ hội đến trường, mà còn là sự động viên khuyến khích nạn nhân da cam, gia đình có người khuyết tật, cố gắng vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Bởi trong số những tổ chức cá nhân tài trợ nguồn lực làm đường, xây cầu, có rất nhiều người bản thân tham gia kháng chiến và con cháu của những người kháng chiến đã và đang chịu hậu quả của chất độc hóa học. Người đầu tiên mà là cái người mà gắn bó trong hội mà làm một cái việc rất là dữ dội, ví dụ như là bà Trần Tố Nga chẳng hạn, là cái người mà tiên phong trong cái việc đi kiện cái vụ kiện da cam ấy. Thì ngoài cái việc đó thì gia đình, chị và gia đình cũng vẫn là vận động để hỗ trợ cái sinh kế. Chính chị cũng là người khởi xướng, hướng dẫn ở đây làm cái đề án về an sinh xã hội cho nạn nhân chất độc da cam. Bản thân chị cũng là nạn nhân chất độc da cam. Rồi trong các nhà tài trợ, ví dụ như là nhóm hội tương tế Bến Tre ở Bình Dương ấy, thì các anh chị ở trong cái tổ chức, cái hội đó là đa số là người kháng chiến, người tham gia kháng chiến, và trong đó là có nạn nhân chất độc da cam, hoặc là gia đình cô Tạ Thị Trung, bác sĩ Tạ Thị Trung, con cháu của những cái gia đình trước đây các chú các bác là người kháng chiến, là người bị nhiễm chất độc da cam rất là nặng, gia đình nhiều người là nạn nhân gánh chịu. Nhưng mà các cô chú còn sức lực vẫn tham gia đóng góp, rồi bây giờ tới cái lớp con cháu tiếp tục đóng góp. Ngoài việc cùng với các địa phương thực hiện các giải pháp nhiệm vụ, tạo sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng dân cư, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới và thúc đẩy giảm nghèo nhanh bền vững bằng việc vận động nguồn lực xây dựng các công trình giao thông. 5 năm qua, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Bến Tre cũng đã vận động xây dựng 298 nhà tình nghĩa, nhà tình thương trị giá trên 16 tỷ đồng tặng cho gia đình chính sách, gia đình có người bị nhiễm chất độc hóa học. Đặc biệt, cùng với hỗ trợ nơi ăn chốn ở, chương trình hỗ trợ vốn sinh kế cũng đã giúp cho trên 1.500 lượt hộ có nạn nhân chất độc da cam có nhu cầu vốn để chăn nuôi, buôn bán nhỏ với tổng số tiền 9 tỷ đồng. Không chỉ mang lại hiệu quả thiết thực, mà vốn sinh kế của Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bến Tre đã trao cho hộ nghèo, hộ nạn nhân chất độc da cam chiếc cần câu để họ mưu sinh và phát triển kinh tế gia đình. Hoạt động này của hội một lần nữa cho thấy, khi hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích dựa trên điều kiện sẵn có của gia đình, sẽ giúp tạo động lực, cơ hội để người nghèo, người khuyết tật phấn đấu vươn lên thoát nghèo bền vững. Vận động các nhà tài trợ để người ta hỗ trợ mình trong cái quỹ nạn nhân chất độc da cam ấy, là rồi mình lấy cái phần tiền mà người ta hỗ trợ, mà nhà tài trợ người ta nói rất là rõ là người ta hỗ trợ sinh kế, ví dụ như quay vòng người ta đưa cho mình quản lý mấy trăm triệu chẳng hạn, rồi người ta nói hỗ trợ cho cái đối tượng nạn nhân thì ví dụ như là quay vòng khoảng 3 năm thì thu hồi lại để hỗ trợ cho đối tượng khác, cho người khác tiếp theo. Thế thì ngay các nhà tài trợ thì trước đây có những cái khoản xoay vòng như thế, thì đáng ra là đến cái kỳ thu hồi thì người ta thấy mình làm hiệu quả đấy, người ta ủng hộ, là người ta cho mình xoay vòng tiếp, và thậm chí là hội cũng mới nhận được một cái dự án là nhà tài trợ người ta tiếp tục người ta hỗ trợ thêm để cho mình có thể phát triển cho cái đối tượng này được nhiều người hơn. Thực tế cho thấy, các tổ chức hội đoàn thể các cấp đã có những đóng góp quan trọng trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, thông qua công tác tuyên truyền vận động, tập hợp sức mạnh đoàn kết của các tầng lớp nhân dân. Riêng đối với Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bến Tre, nguồn lực vận động của hội có cả những đóng góp của nhiều người là nạn nhân da cam, nhiều gia đình có người thân nhiễm chất độc hóa học nhưng không lùi bước trước nỗi đau da cam.
Hoạt động này của hội không chỉ là cùng đồng lòng chung sức với địa phương xây dựng nông thôn mới, mà còn là niềm động viên, sự khích lệ để nạn nhân da cam vượt qua nỗi đau da cam, vươn lên trong cuộc sống.